Chào mừng các bạn đến với kênh Judy Kỳ. Và phải nói là tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ rất là phức tạp, dịch bệnh tràn lan. Và để tốt cho mình cũng như là tốt cho cộng đồng thì Judy Kỳ khuyên bà là nên ở nhà. Nếu buồn thì kiếm gì đó ăn vặt rồi xem Judy Kỳ thôi, cũng vui. Và để các bạn không chờ đợi thì ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay với những đoạn phim mà kinh dị và rùng rợn. Một game thủ YouTuber có tên là MegaSwirl64Gamer đã đăng tải duy nhất một đoạn video tâm linh đáng sợ trên kênh game của mình. Và có thể nói đoạn clip này đáng sợ đến mức chúng ta không thể ngờ được. Đó là một trường hợp mà có thể chúng ta đã nghe qua. Linh hồn hiện về báo tin. If you guys look next to my mother, you guys will see this weird looking figure on the right. My dad got a package that day. At 20:20:10:14:13:32:15. Now, as you can see, when he moved, it was still right there. Who was that on the couch with my mom? My sister wasn't. I was upstairs, and my dad was doing a package. Who was that? Đây là đoạn phim giám sát được quay lại tại Hoa Kỳ. Cửa nhà đã được trang bị camera. Khi cửa đóng thì camera mặc nhiên quay phía ngoài sân trước. Tuy nhiên khi cửa được mở ra thì camera có thể quay được mọi thứ trong phòng khách. Trong một lần tình cờ, người con trai của gia đình này đã xem lại camera an ninh nhằm tìm kiếm một số đồ vật mà anh ta đã bị mất. Trong quá trình tìm kiếm thì anh ta đã vô tình phát hiện ra đoạn clip này. Thời điểm lúc đó, người cha thì mở cửa ra để nhận bưu kiện, còn người mẹ thì ngồi trên ghế sofa. Khi cánh cửa được mở ra thì cũng là lúc máy camera quay về phía phòng khách. Lúc này trên ghế sofa kế bên người mẹ là một người đàn bà xanh xao, mặc áo màu đen. Nhưng chỉ khoảng 7 tiếng sau đó, anh ta và gia đình đã nhận được một hung tin rằng người dì Angela của họ đã qua đời trong một bệnh viện địa phương vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Và đoạn phim này một lần nữa khiến cho họ không khỏi hoảng sợ và bàng hoàng, bởi vì người đàn bà mặc áo đen đó có thể là linh hồn của người dì quá cố Angela của họ. Một người dùng TikTok có nickname là Dojin đến từ Malaysia. Tên thật của cô là Diana, một người rất yêu thích mèo. Cô ta đã nuôi rất nhiều con mèo trong nhà của mình. Rambut kau lang pulak lang. Lam. Bini buat bini di kelabu kan? Kelabu kan bang? Mana? John? Kau buat dia di... Ini tak apa. Allah, Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. No. Kau pintu. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2021, tức là vào 2 ngày đầu tiên của tháng lễ Ramada của người Hồi giáo, lúc này bên ngoài trời đang mưa phùn, Diana thấy hai con mèo vẫn chưa về nhà nên cô ta đã cầm điện thoại di động và dù để đi ra ngoài đường tìm kiếm. Cô ta đã tìm thấy một con mèo bên trong sân nhà và con mèo trắng còn lại thì đang ngồi ngoài đường kế bên một người phụ nữ mặc áo trắng với mái tóc đen dài rối bù. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diana bỗng nhiên sợ hãi trong người, nổi da gà, tim đập nhanh và cô ta đã chọn cách chạy vào nhà ngay lập tức. Mẹ
không được. Đâu có biết đâu đâu. Hi John. John hàng vẫy rửa tao. Hắn ta đó ông được cả tổ cả hàng. Cả quán ngay hàng tù. Mình có ăn kẹt hàng phía mấy nơi. Hắn được thêm bao mô nè. Hi John. Có ăn cá hóa nào, ăn được thêm bao mô nè. John hắn được thêm bằng áp bô nè. Hả? Ủa dụ hàng nè. Hắn có ngay hàng tù xuống gốc à. Ừ. Con mèo trắng có tên là John đã về nhà vào ngày hôm sau. Ngay sau đó, Diana đã quay lại khung cảnh mà đêm hôm qua cô đã chứng kiến được một người phụ nữ áo trắng với mái tóc rối bù. Lúc đó, người phụ nữ này quay lưng về phía Diana và nhìn về phía ngôi nhà đổ nát đối diện nhà cô. Được biết, chủ nhân của ngôi nhà đổ nát đó đã mất nhiều năm trước. Trước đây, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà này, Diana đều cảm thấy rợn người, sởn gai ốc, huống chi là đêm trước đó. Hai tuần sau đó, vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, Diana đã đăng tải một đoạn video khác và nói rằng con mèo trắng của cô đột ngột đổ bệnh và qua đời. Điều này càng khiến cho Diana cảm thấy đau buồn, kỳ lạ và sợ hãi hơn. Cô ta nói rằng nếu đêm hôm đó, cô ta gây ra bất kỳ tiếng động nào hay bất kỳ sự chú ý nào mà khiến cho người đàn bà mặc áo trắng đó quay lại về phía cô, thì có lẽ cô ta cũng không còn như bây giờ. Lúc đó con mèo trắng đã nhìn thấy cô và dường như nó không muốn Diana phải chết, nên nó đã đứng yên tại chỗ và chỉ nhìn chằm chằm về phía cô thay vì thói quen chạy vào lòng cô mỗi khi nó nhìn thấy. Nếu lúc đó nó làm như vậy thì người đàn bà kia mặc nhiên sẽ nhìn thấy Diana. Đây là đoạn phim được quay lại bởi một nhóm thanh niên thích khám phá và quay những điều về tâm linh tại Nhật Bản. Địa điểm họ chọn là một cánh rừng ở vùng ngoại ô thành phố Nara và thời gian lúc này là khoảng 6 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 5 năm 2019. Theo thông tin họ tìm hiểu được thì ở vị trí cách 30 mét tính từ phía bìa rừng về phía tây nam sẽ có một nơi mà những đồ vật gia dụng như chén bát, bình hoa, búp bê v.v. được đặt dưới những gốc cây. Nhiều người nói với nhau rằng nơi đây có rất nhiều vong hồn oan linh và việc đặt những đồ vật như vậy sẽ khiến họ cảm thấy an lòng. Nhưng nhóm thanh niên này lại không hề biết về điều đó và những gì họ làm đã động phạm đến những linh hồn đang cư ngụ tại đây. ベタ。え、どっちか。どれ。え、何これ。ゴミ。これすごい。何これ。なんかゴミとか。何これ。やばい。え、怖。 ちょっといい、ガリガリガリガリガリガリガリ。置いて、置いて、置いて、置いて。え、とりあえず、ここだから覚えといて。怖。え、今の枝だよ。多分枝だと思う。とりあえずここ覚えといて。他のとこちょっと。 Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như chia sẻ video giúp chị Đi Kỳ đến nhiều người hơn nữa. Và
Chiriki sẽ cố gắng tìm kiếm những video phải nói là rung rợn hơn để gửi các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.